Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill đây. Hiện tại thì cái firm bài của mình đang có đó chính là 2xTone, Tagon, Can Trường và Chinh Phạt nha. Và đi chung với Tarik nè, Neko, Kyuna, Soraka và Ash 1 sao nha mọi người. Và từ đầu game đến tận bây giờ thì mình cũng đang có được một cái lượng máu cứ phải gọi là cực kỳ ổn luôn á. Khi mà đang hơn 90 máu nha, ở round 2.7 như này. Nhưng mà cũng khá là xua anh em ơi, tại vì đầu game chủ thắng 4 trận liên tục nha, đang cực kỳ ngon. Nhưng mà không hiểu sao á, chắc chắn rồi trước khi mà qua ra quái á là mình sẽ mất chuỗi á. Nó làm cho mình tổn thất một cái lượng tiền lãi cực kỳ lớn luôn. Tại vì sao? Mình không được cái chuỗi thắng 5 trận anh em ơi. Cái thứ hai á là cái firm bài của mình đang chơi toàn tướng 2 tiền và tướng 3 tiền không à. Và cái điều thứ ba á là lúc đầu game mình lên tầm level 4 và level 5 thật sự rất là sớm luôn. Nhưng mà sao anh em ơi, gỡ lại thôi gì đâu mà căng. Và đó là Neko 2 sao chinh phạt nha. Nói chung lúc đầu game á thì mình cũng đang được một con chinh phạt rất là sớm luôn. Và cái điều thứ hai á, đánh quái nó rớt luôn cho mình được một cái Neko cỡ lớn anh em ơi. Nên ở trong trận đấu ngày hôm nay thì mình cũng đang muốn làm một cái ý tưởng mọi người đưa ra yêu cầu cho mình làm cũng rất là nhiều luôn á. Một á là con Nezet 3 sao đi chung với 6 chinh phạt nha. Còn hai á là Kai'Sa 3 sao 6 chinh phạt nha mọi người. Mình đang chết xem sơ qua nè. Ây da, gặp luôn con này một cái form bài level 6 đi chung với thách đấu Ionia và Dũng Sĩ có Kai'Sa luôn rồi nè. Hồi nãy giờ mình chết sương sương qua rồi anh em ơi. Người ta chơi cái firm bài hư không và Kai'Sa phải gọi thật sự khá là nhiều luôn á. Còn con Nezet anh nha, hiện tại chưa thấy ai chơi cả. Ok, thua anh em ơi. Nhưng mà mình đang chủ thua mà cũng được. Thua rất là đẹp luôn á. Thua có 3 con à. Được được luôn anh em ơi. Comeback lạ nào. Rồi để cùng xem thử cái lõi thứ hai nha mọi người. Lõi vàng, túi đồ cỡ đại, dạng cách xã hội và duy tâm luận. Cái duy tâm luận này khá là ngon nha mọi người, lấy luôn đi. Nó cho mình một cái trang bị lớn á, đó chính là bàn tay công lý nha. Và tướng nào cầm cái trang bị này á được cộng thêm 12% đam. Một cái lõi combat và đép máu phải gọi là khá là ngon ha. Đây level 5 và gần nửa kép nha mọi người. Hiện tại là mình cũng đang muốn tiếp tục tích tiền đi và lên level 8 đi anh em ơi, để roll kiếm tướng 4 vàng 3 sao cho nó dễ ha. Cái con Neko chinh phạt nè và cùng rất là nhiều những cái tướng khác chinh phạt á là mình đều đã có làm rồi nha. Tại vì cái hệ chinh phạt này nhá, sốc đam phải gọi là cực kỳ ảo ma luôn anh em ơi. Sốc đam đam đúng ảo luôn á. Tại vì nó tăng tỷ lệ chí mạng, tăng sát thương chí mạng và tăng cả gọi là kỹ năng có thể chí mạng nha. Sốc đam phát thôi chứ bay màu luôn. Gặp ở đây. FK à, ai ai xui vậy? Trời ơi, đang chủ thua 2 trận anh em ơi. Gặp đúng ngay cái ông kia FK, mới vừa FK xong luôn thì gặp và mất luôn chuỗi. Không biết nên vui hay buồn nữa. Vui á lại là mình đếp được máu. Buồn là mất cái chuỗi thua 3 trận, cay thế nhờ. Mình cũng cần phải chết sơ qua nha. Nếu như mà cái bài cay sang người ta chơi nhiều quá á, thì chắc chắn rồi mình sẽ phải cần chuyển sang cái con Nezet nha mọi người. Tại vì tướng 4 tiền và 5 tiền á, mọi người nuôi thì phải không có bị trùng tướng, phải không có bị giành tướng, nó mới dễ nuôi được tí. Tại vì tướng 4 tiền mọi người nên nhớ thì chỉ có là 12 con thôi. Mình muốn là được 3 sao thì phải còn ít nhất là 9 con rồi. Mà người ta chơi con Nezet 2 sao thôi á, thì mọi người roll nó cũng đủ khổ rồi. Cái đó là chưa tính tới việc mà có hai người chơi nha, lại còn khoai hơn nữa anh em ơi. Còn tướng 5 vàng á, chỉ cần có một người chơi thôi thì cút liền. Tại vì có 10 con thôi. Và cái cổng của mình đang chơi thật sự rất là ngon luôn nha. Để mà lên level mọi người á, đó chính là khu quại của Yumi. Mỗi khi mọi người mua F á, được cộng thêm 2F. Cái cổng này hồi xưa á, là mỗi lần mua F được cộng thêm 3F lận. Nhưng mà vì nó kết hợp đi chung với cái lõi kim cương thăng cấp nhanh, nó quá bá đi, nên reward nớp luôn anh em ơi. Từ 3F xuống còn 2F nha. Nói chung á, là lên level nó vẫn nhanh, nhưng mà chậm hơn tí so với hồi xưa thôi. Trời ơi, Neko 2 sao chinh phạt nó dậm nhảy kìa. Ác liệt chưa? Và nếu như mọi người có yêu cầu gì hay, muốn mình làm thêm về ý tưởng nè, thử thách và đồ dị nha, anh em hãy đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của mọi người và thực hiện ý tưởng đó từng cái một, từ cái khó nhất tới cái dễ nhất nha mọi người. Nhưng mà nói chung là ở gần cuối mùa rồi thì mình cũng đang muốn làm cái ý tưởng nào mà nó đột phá và nó siêu phẩm một tí mọi người ơi, để cho anh em xem, gọi là cho nó mãi cái đôi nhãn. Và ở cuối mùa rồi mình cũng đang muốn lưu giữ lại những cái kỷ niệm nào mà nó mãn nhãn nhất á, để khi mọi người muốn xem lại thì đều là những cái siêu phẩm cả. Ok, lấy găng nào. Nếu mà mình đã có lõi gọi là duy tâm luận á, mà mọi người muốn cái firm bài của anh em nó mạnh đều á,
thì anh em cho mấy con tướng carry hoặc là cho mấy con tướng đam á, nó cầm bàn tay công lý nha. Tại vì những cái vị tướng nào cầm cái trang bị này được cộng thêm 12% đam á, cái lõ này nó tăng cho cả toàn bộ đội hình mà anh em. Chỉ còn con nào cầm đều được hết á. Ok, level 6 nè. Nhờ cái cổng này thì mình lên level thật sự rất là nhanh luôn á. Và nói chung á là cái ống chinh phạt này kiếm khá là dễ luôn. Thứ nhất á là ghép được từ thì vàng nha. Công thức ghép á là găng đi chung với thì vàng nha mọi người. Cái thứ hai á là lấy được từ lõi nè. Và cái thứ ba á là đi chợ lượm được nha. Phải gọi là kiếm cực kỳ dễ luôn á. Và nói chung là cái form bài 6 chinh phạt nó kích hoạt còn dễ hơn nữa anh em ơi. Tại vì tướng chinh phạt mọi người nó nhớ nha, nó rải rác từ tướng 1 tiền và tới tướng 4 tiền thôi. Tướng 5 tiền là không có, 1 tiền là con Zihin, 2 tiền là As, 3 tiền là Darius. Và tướng 4 tiền là cả hai con nha, đó chính là Nila và con Sayye nha mọi người. Đấy, nên kích hoạt cái form bài 6 chinh phạt phải gọi là cực kỳ dễ luôn. Mọi người chỉ cần đúng một cái ấn thôi, đúng một cái ấn thôi và cố gắng lên level 6, kiếm Nila, Sayye, Darius, Zihin với lại là con As đó là đủ rồi, còn gì nhiều đâu. Mấy cái form bài kiểu như là 9 Surimai nè, hoặc là 9 Ionia á, thì mấy cái form bài đó nó mới gọi là thật sự rất là khó kích hệ luôn. Tại vì cần phải level 9 rồi cần phải có hai cái ấn luôn thì mới đủ được, nên khá là khoai. Còn cái hệ chinh phạt này thì nó vừa mạnh nè, nó vừa dễ làm nè, thì mình cứ spam thôi anh em. Tại vì cái con này mà cầm cấn chinh phạt này á và kết hợp một cái form bài 6 chinh phạt, mình nói thiệt với mọi người luôn á, nó sốc đam phải gọi là cực kỳ ảo ma, như là con Neko mình đã từng làm rồi nha, và rất là nhiều những cái vị tướng khác. Mà mình đã có làm mấy con Sayye 3 vô cực nè, Sayye 3 kiếm nè, đi chung một cái form bài 6 chinh phạt nha. Cái lượng đam mọi người gọi là không thể tưởng tượng luôn á, nó quá mạnh đi. Neko nào thắng được không đây, lúc đầu game chính là con này đấm mình anh em ơi, bây giờ thắng lại nè. Ngon, ngon, chuỗi thắng 4 trận luôn á chứ, gỡ lại những gì đã mất mọi người ơi. Cái lõi thứ ba tỷ lệ rất là cao nha, nó sẽ ra cho mình được một lõi kim cương á. Nếu như mà lõi kim cương vé trúng thưởng, ồ, rôn đẻ luôn, rôn đẻ luôn nha. Mình đang có một cái Neko nha mọi người. Cái việc mà có Neko á, nó sẽ giúp cho mọi người rôn được tướng 4 vàng 3 sao nó dễ hơn rất là nhiều. Tại vì cái lời nguyền 8 con á, lúc nào nó cũng có cả. Mọi người chỉ cần đúng một cái Neko thôi thì lên 3 sao, dễ lắm. Đánh quá một cái Neko nữa không? Một cái nữa bạn ơi. Rất một cái nữa, hai cái nữa lên tướng 4 vàng 3 sao chắc là tầm ra 4 chấm luôn quá. Ok, không có rồi. Úi sao toàn rớt nước mắt không như thế này. Còn dư 3 cái nước mắt luôn anh em. Ra nước mắt để khóc vậy sao ra nhiều quá trời. Có cái sân tê nhưng mà cái form bài của mình chơi thì lại không có cần nói cho lắm. Và mọi người có góp ý gì về cách mình chơi game hay làm video về thử thách đồ gì các kiểu á, thì anh em hãy bình luận ở phía dưới nha, để mình có thể biết được mình xa đâu và cố gắng phát triển hơn ở trong tương lai nha. Cái này thì mình nghĩ là sẽ tháo đồ ra một chút á, nó cầm hai nước mắt nhìn ngứa quá anh em. Đấy, ok, chắc là mình chốt luôn cái con Nezus nha mọi người. Tại vì cái trận này mình chết sơ qua rồi, không có ai đang chơi Nezus cả. Nhưng mà riêng cái con Kai'Sa á, người ta đang chơi cực kỳ nhiều. Kai'Sa đi chung với thách đấu nè, Kai'Sa đi chung với hư không nè. Mà cái trận này mọi người thấy không, người ta cho có phơm bài hư không phải gọi là quá trời quá đất luôn. Mình mà chạy cố mình kiếm Kai'Sa thôi chứ chắc là ván sau lên, ván sau lên. Cho ván này thì nuôi Nezus nha mọi người. Lõi vàng hả? Ron thử đi. Cầu hồi phục này khá là ngon anh em ơi. Được hồi lại 500 máu một mạng cho tướng nào mà gần nhất. Có này rớt nè, bú luôn anh em. Lỡ rồi chơi luôn, kích luôn một cái form bài gọi là 4 chinh phạt nè. Đây. Có hai Frezot luôn nha. Mình đang có tận hai con chinh phạt nha mọi người. Nên mình có thể bỏ bớt ra những cái vị tướng 1 tiền và 2 tiền hoặc là cả 4 tiền luôn, mình không có cần chơi nha. Một là con Zihin nè, con As nè, Darius nè. Đấy, bỏ bớt ra anh em ơi. Và mình kết hợp đi chung với cái hệ Dũng Sĩ hoặc là kết hợp đi chung với cái hệ Surima để cho con Nezus này nó trâu hơn không? Nhưng mà chỉ cần gọi là Darius ở lộn, con Nezus này nó bay sao thôi á, thì mấy cái tộc hệ này không có quan trọng cho lắm anh em. Chủ yếu là nó sẽ sốc đam được nhiều hơn tí thôi. Nezus gõ nè, full hồi phục luôn mọi người. Biến lớn lên. Đấy.
Nếu như mọi người chưa biết đó nha, thì mỗi khi cái con Nezus này nó biến lớn lên á, thì mỗi đòn đánh thứ 3 của nó sẽ gõ một cái quy. Ác liệt lắm. Gõ đúng đầu luôn á mọi người ạ. Lamana nè. Búp giáp lên, biến lớn nè, gõ quy nè, gõ thường cái. Gõ quy. Ai da, không kịp rồi. Cái con qua quýt này nó trâu vậy trời. Và thế là thua luôn mà. Tự nhiên đang trên Eco chủ thắng anh em. Hay con Nezus và các thua. Ơ, Nezus 2 sao, ngon. Hồi rao trước mà lên được Nezus 2 sao thì đỡ rồi. Khỏi thua luôn anh em. Xui thế. Ok, và đó là một cái form bài 6 chinh phạt nha mọi người. Đang chơi Neko 2 sao chủ thắng 5-6 trận liên tục. Phê và lờ. Thấy con Nezus 1 sao này vào cái thua luôn mà. Đỉnh cao. Nhưng mà làm sao, bù lại thì mình được Nezus 2 sao rồi nè. Để cùng xem nó gõ nha. Ê, khủng long 4 sao phạm vậy? Nhìn hơi rén á. À, mới là khủng long 2 sao thôi. Với 20 stack được nổ rồi. Nezus biến lớn lên nó gõ này em ơi. Sát thương chuẩn kìa mọi người thấy không? Ác quỷ chưa? Duy tâm luận á. Hút máu anh em, gõ không nổi vậy hả? Hơi ngợp anh em ơi. Cái form bài mà Beautover nổ hũ xong thì hơi ngợp. Nó vừa đông. Nó khủng long nè, nó ủ súng nè. Thêm 2 slot anh em ơi, và trang bị của nó quá trời luôn. Cái này rớt không? Ui, cái này rớt à? Cái nên lùm ông ta. Mất ai chót rồi nè. Thả ra coi, mình ré được thứ 1, 2, 3, 4. Ui, ré được thứ 3, thứ 4 luôn anh em. Khó nhờ. Nezus nè, bú vội nè. Và roll 3 sao cho nó dễ nha. Nói chung thì mình cũng đang có được một cái lượng máu câu được thêm ít nhất là từ 4 đến 5 round nữa. Thua nha mọi người, thua phải liên tục 4-5 round nữa mới đi được. Nên cứ chiêu chiêu thôi, cứ roll kiếm chiêu chiêu thôi nè mọi người. Ok, cái sen nha, bỏ vào kích luôn. Một là Ionia, hai là hiệu triệu nhân. Và có một cái vị tướng 4 vàng tăng cơ khá là chất lượng. Rồi, nước mắt nó ra cho mình nhiều quá luôn á mọi người ơi. Quá là nhiều luôn á. Há nước mắt đang lắp cái gì trời. Tại vì cái form bài chim phạt là đem vật lý carry mà nó toàn nước mắt không. Gặp A đây. Mọi người đừng quên Nezus biến lớn lên nó gõ đau lắm. Ông này level 8 hơn 40 tiền và vẫn đang chơi một cái form bài thách đấu dũng sĩ và Ionia. 4 vàng 2 ba con rồi đó. Biến lớn lên nè, gõ nè. Lớn lên nè, gõ nè. Bắt đầu đau rồi nha, bắt đầu đau rồi nha. Đau rồi nha. Nice, cấm bách. Chỉ cần là đừng có ai chơi chung tướng con cái con Nezus này với mình là được rồi. Thế thì mình roll kiếm tướng 4 vàng 3 sao thoải mái luôn rồi nè. Có Seiya nè. Darius 2 sao là luôn cho em nó nha. Bây giờ chỉ cần Sen 2, Siyu 2, Seiya 2 lên được full một cái form bài tướng 4 tiền 2 sao là đếp máu cứ gọi là chiêu chiêu đó anh em. Rất là khó thua. Tại vì mấy cái form bài tướng 4 tiền ở tầm về cuối game như này nó sẽ rất là mạnh. Ê, ông này cái form bài nhìn gớm gì trời. Hem 2 sao, 2 cuồng đao, level 9 với 2 cái máy bào vàng kết hợp đi chung với găng bà lăng 2 và một cái form bài 5 vàng. Oh my god. Nhìn hơi chiến đó nha. Nhưng mà Nezus nó vẫn cứ gõ chiêu chiêu thôi mọi người ơi, biến lớn lên nè. Đốt nè, hút máu nè. Gõ nó, đúng rồi. Gõ nó cho tôi. Gõ nó. Ôi sợ kê. Cái này mới chỉ là Nezus 2 sao thôi mà gõ đau phết nhờ. Ok, tầm này đánh quái là mình cần trang bị tăng á nha. Chứ trang bị đam mà hơi dư rồi. Cần trang bị tăng á. Hoặc là trang bị support thì nó ok hơn. Có Nila nhưng mà hiện tại thì cái form bài của mình không có cần Nila luôn á anh em. Thiệt luôn á, nó đang khá là đẹp. Ước gì có một cái form bài gọi là 8 chinh phạt nhờ. Còn 3 cái ón là đủ. Nói thiệt chứ cần 3 cái ón chinh phạt mình kiếm khá là dễ luôn á. Tại vì nó ghép được từ thì vàng anh em ơi, nên ghép cực kỳ dễ. Có là mình quất luôn á chứ ngại gì đâu mà. Ôi lại gậy nữa. Có hơn nó được một cái đai lưng anh em.
lắp thêm một cái dây chuyền gấp đôi canxi luôn. Còn một cái gậy, chắc lấy cuồng đao đi anh em. Lấy cuồng đao cho Saiyan nó phụ thêm đam đi, chứ mình sợ là con Siyu à lầm, cái con Nezot này nó đang hơi đuối ở cái mức 2 sao. Còn tướng phụ đam á, hôm nay một cái form bài đề Mai Sa lên và toán vào hơn 50 tiền, ác quỷ. Nezot biến lớn, hút máu nè, gõ nó nè, bị stun rồi. Yavan à. Mấy cái trang bị như là giáp gai mọi người á, nó khắc chế cái form bài chinh phạt này khá là nhiều, mà vẫn ăn được. Ê, mình cần lên cái con Nezot bay sang này sớm một tí anh em ơi, tại vì nhìn cái lượng máu nó cũng không có còn nhiều cho lắm á. Top 2 là 46, top 3 là 41, còn từ top 4 trở đi là một cái lượng máu phải gọi là cực kỳ hấp hối luôn, có một trận chắc đi luôn quá. Ê, còn Nezot bay sao sớm á anh em, cái tầm này là hơi trễ rồi, hơn rau 5 chấm rồi, và mới chỉ là 4 con thôi. Mình roll khá là nhiều luôn á, tầm level 8 như này mà không ra ta. Đây đâu có ai chơi đâu nè. Đó, mình chết sơ qua cho mọi người thấy luôn á, đâu có ai chơi Nezot đâu. Cái này là vấn đề nhân phẩm chứ không phải là vấn đề kỹ năng. Hên thì bú thôi, còn xui như này thì chịu. Ui, gặp lại cái ông này nha. Hình như là lần đầu mình gặp hay sao á. Ông này mạnh vờ lờ ra thắng nổi không trời. Ra nó chịu hồi tướng à. Ra nó cầm xô dinh hai cái vờ lưu nữa, nó chịu hồi tướng. Nezot gõ xong nổi anh em. Đã mạnh rồi còn đông nữa. Nói chung thua á, nhưng mà thua ít thôi. Ê thắng được rồi, what the fuck. Thắng được này anh em, con Nezot này nó bất tử luôn. Wow, vai đai. Mình hứa với mọi người luôn á, là con Rai của tên bạn cầm hai Sojin, cầm một cái Blue, và cái cổng này á là cổng Rai Ionia. Nó chịu hồi chắc là phải hơn chục con tướng vào á. Thiệt với em luôn á, chịu hồi chắc là phải hơn chục con tướng vào, mà mình vẫn thắng. Oh my god. Và combat xong á nha, cái con Nezot này của mình nó vẫn full cây máu. Ê, Nezot 6 con nè, combat xong vẫn full cây máu anh em ơi, ảo đá thật sự. Trời ơi, tướng 4 vàng không nhưng mà không ra Nezot, cay chưa. Ok, bắn bất tướng thôi. Nezot một cái 6 con nè. Tiếp tục là gặp cái ông này level 9 nữa, một cái form bài cũng là 5 vàng 2 sao, cũng có Rai. Nhưng mà ông này hình như cái form bài nó trâu hơn tí á. Có con Siyu kia tăng cũng gớm ồm luôn. Nổ không trời. Ông này mạnh quá vậy. Nezot ho lớn lên bạn ơi. Nezot còn nổi không? Ê, mà tầm này thua là đẹp anh em ơi. Tầm này thua là đẹp á. Tại vì nó nói chung là mình cũng vừa bán cái Saiya đi, mà đang muốn thua để ăn chi. Mình giữ lại máu cái tên bạn. Khi mà mình lên được Nezot 3 sao rồi á, thì mình sẽ được quẩy nhiều hơn một tí. Có Nezot kìa, có Nezot kìa. Cái tới lực mình hay không vậy? Ui, không ai lụm nha, không có ai lụm nha. Ê. Được, bú. Và đó là Nezot 7 con nha mọi người. Một con cuối, một con cuối cùng, và sẽ là Nezot 3 sao. Hên quái hồi nãy mình không có thắng cái ông top 2, tại vì cái ông đó là đang có một lượng máu nhiều nhất. Mình mà thắng nữa thôi chứ, máu tụt như tụt quần luôn mới mệt á. Nezot nào, một con cuối, bli. Roll hết tiền luôn rồi đó. Đây rồi. Đó, bây giờ mọi người thấy cái Neko này nó quan trọng cỡ nào chưa? Cái Neko này thật sự rất là quan trọng luôn. Mình phải cần anh em ơi, và đó là Nezot 3 sao. Full hồi phục đi chung với một cái form bài là 6 chinh phạt nha. Rồi để cùng xem nó gõ như nào á. Mình để xuống một chút để cho nó chống bị sốc đan nha mọi người. Tại vì ông này một cái form bài 5 và tướng 4 vàng 2 sao nhìn cũng khá là gớm á. Nezot, quẩy đi bạn. Biến lự, biến lên, bự lên. Ui rồi. What the fuck. Ui rồi, một gõ kìa. Bất lực. Vãi trưởng. Mạnh vô lý luôn anh em ơi. Đúng là con trai của ta. Nezot bài sao 6 chinh phạt, nó sốc đam vẫn cứ gọi là một cái gì đó mọi người ơi. Ác quỷ.
Ông này có firm bài Exodia vẫn bị gõ bởi cái ông có một cái firm bài đề Mai Sai level 9. À level 8 rồi, nhưng mà tướng bài sao cực kỳ nhiều. Firm bài 7 đề Mai Sai với win carry nha. Nhưng mà cái con Nezus này của mình nó con được. Hồi nãy mình bỏ cái con Nezus này xuống á là tại vì sợ bị sốc đam, nhưng mà nhìn nó quẩy như vậy sốc đam kiểu nào được anh em. Bỏ lên chơi luôn. Ok, bây giờ gặp cái ông top 3 nè. Ok, gặp bằng ảo quá. Bằng ảo đấm luôn anh em. Biến lớn lên, biến lớn lên. Chúng tôi cần biến lớn á. Biến lớn gõ mới đâu anh em ơi. Húi xôi ôi. Đây rồi. Chó đi một gõ 3 cây đam. Một gõ 3 cây đam mọi người ơi. Holy shit. Còn hết. Sao cần hết. Ui dồi. Gõ 18 cái đam mọi người à. Ác quỷ. Hai cái ông này vừa mới gặp nhau, trận này gặp tiếp. Vô lý thật sự. Tội cái ông kia đây em ơi, bị đấm hai lần liên tục luôn mà không có phản kháng được luôn á. Mình lại gặp cái ông này tiếp nè mọi người ơi. Sao con sen của ông đứng ở phía ngoài kia luôn vậy? Ngoe vậy. Game beta đây em ơi. Game ảo vờ lơ. Ê này rất còn được. Đúng rồi, một mình gõ đi bạn. Bây giờ là show time. Gõ. Ui gõ một phát 3k2 đam. Ác quỷ. Gõ thường cũng đau nữa. Biến lớn lên. Gõ. Phải đái hơn 20.000 đam luôn anh em. Ông này sao gặp bà ngại của mình đi luôn. Và mỗi ông á thu đúng một con. Và hơn quá vẫn quẩy được thêm một rau nữa mọi người ơi. Một hay là hai rao ta chưa biết nha mọi người. Tại vì cái nguy cơ trận này mình gặp bạn ảo nữa thì nó cũng có đó. Một. Ôi. Tôi biết rồi. Ổng đang muốn bung hết tiền roll kiếm gần bà lăng ba. Nếu như mà ổng thành công á thì mình bóc xích luôn anh em. Còn nếu như mà ổng không lên được thì thôi. Còn 7 máu bé ba bạn luôn cái gì nữa. Rồi xong roll hơn 40-50 tiền rồi đó. Và đang không có bất kỳ thêm một con gân bà lăng nào nữa. Và gặp bạn ảo, alo. Gặp bạn thật luôn nè. Cay thế nhờ. Không được chơi game anh em ơi. Trời ơi, ổng on in, ổng bán hết tướng á. Ổng roll kiếm một găng bà lăng 3. Và ai ngờ roll hơn 40 tiền, không có thêm con găng bà lăng nào nữa. Xui vậy là. Ai chịu á, biết sao giờ. Tự nhiên mất một trận quẩy anh em ơi. Hơi tiếc. Nhưng mà làm sao vẫn còn cái ông kia. Ông kia còn tái máu. Mình vẫn quẩy thêm một cái trận đấy nha. Nhưng mà nói chung là tướng 4 tiền bay sao nó vẫn chưa phải gọi là vô địch anh em à. Tại vì mình đã từng thua rất là nhiều với một cái firm bài 4 tiền bay sao rồi. Và mình cũng từng thắng rất là nhiều với một cái firm bài 4 tiền bay sao của team bạn nha. Đấm vẫn có gọi là vô tư luôn á. Này giớt. Một mình con hết. 14 cái đam luôn rồi đó. Gõ nó, biến lớn lên. Thua vẫn cứ gọi là dư xăng anh em. Còn quá là nhiều máu đi. Mà sao mà thua nổi. Gõ nè. Gõ một phát 4.900 đam mà. What the. Ôi, 4 cái đam. Ơi, cảm ơn bạn Rai nha. Bạn chịu hồi tướng vào nhiều quá. Gõ đã vơi lờ. Xôi hơn 41.000 đam anh em ơi, siêu phẩm chưa? Và đó là top 1 luôn. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách thức mọi người có thể mua hàng ở trên website BOCG Store.com của mình. Link của mình đều có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận rồi nha mọi người. Nhưng mà trước khi mà vào cái phần hướng dẫn thì mình cũng đang muốn giới thiệu tới với mọi người một cái event đang diễn ra ở bên cửa hàng của mình. Đó chính là khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào trị giá trên 600.000 đồng nha, được tặng kèm thêm một cái vật phẩm trang trí đeo bàn nè, để tủ nè, hoặc là để kệ nha. Đấy, miễn phí luôn nha em ơi. Một cái vật phẩm độc quyền ở bên đó cho chân lý luôn. Đây, kích thước, chất liệu hoặc là công dụng mọi người có thể tham khảo thêm ở đây. Và số lượng có hạn nên mọi người hãy nhanh tay lên nào. Và cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình là ở trong mùa thu mùa đông này mình có bán thêm áo hoodie, áo sweater hoặc là áo khoác hay không. Thì đây, mình về thêm một đống hàng mới luôn đây mọi người. Anh em cứ vào mà lựa chọn. Giả bộ mình thấy cái này,
đẹp quá đi, thì mình bấm vào đúng không, mình bấm chọn size nè, mình bấm chọn sản phẩm hoặc là số lượng nè, đấy anh em bấm thêm vào giỏ hàng nha. Và sau khi thêm vào giỏ hàng thành công rồi á, nếu như mọi người muốn mua tiếp thì anh em cứ lướt và anh em cứ thêm vào tiếp thôi, còn không á thì anh em cứ bấm vào giỏ hàng nè, anh em bấm tiến hành thanh toán nè. Và ở đây nó sẽ hiện ra những cái thông tin như là họ và tên các kiểu hoặc là địa chỉ giao hàng á. Mọi người cứ điền đầy đủ cho mình là được rồi ha. Ở đây là thông tin ghi chú nha mọi người. Anh em muốn giao ở thời gian nào, giao ở đâu hoặc là hướng dẫn giao hàng chi tiết á, thì anh em cứ bấm ở dưới đây nha. Còn ở trên này nè, nó sẽ là một cái phần quà được tặng kèm theo mỗi khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào ở bên cửa hàng B&U Store của mình. Anh em cứ nhấp vào đây nha. Nó sẽ có rất là nhiều cái mẫu móc khóa luôn, như là Timo Tí Nị nè, Giê-xu Chiến Binh Rồng Hàng Hiệu nè, rồi móc khóa Irelia Thánh Kiếm Tí Nị nè, vừa mới cập nhật luôn nha mọi người, và cùng hàng loạt những cái mẫu móc khóa mới. Đấy, đẹp chưa? Và ở đây nó sẽ có hai hình thức thanh toán nha mọi người, một là chuyển khoản ngân hàng, còn hai là thanh toán khi nhận hàng nha. Và sau khi mọi người đã đọc hết rồi và đồng ý, anh em cứ bấm vào tích vào ô này nếu bạn đồng ý và bấm đặt hàng thôi, thế là xong rồi nha. Còn nếu như mọi người muốn tư vấn thêm về size hoặc là mọi người muốn tư vấn thêm về bất kỳ một cái điều gì á, anh em cứ bấm vào cái dấu chat ở phía dưới này nè, đấy sẽ có nhân viên của mình trực 24/7 luôn để mà trả lời tất cả mọi thắc mắc của mọi người nhé.